Một phu nhân nọ, vì muốn lấy lại trái tim của người chồng lừa dối, đã không quản ngại mà ăn há cảo nhân thịt người, để nhan sắc của mình được hồi xuân. Nào ngờ cơ thể đột nhiên xảy ra sự thay đổi đáng sợ. Hóng phim hay xin chào các bạn, hôm nay xin giới thiệu với mọi người một bộ phim kinh dị có tên Há cảo nhân thịt người. Ai cũng mong muốn bản thân có thể trẻ đẹp mãi, đối với vị phu nhân nhà hào phú này, cũng như những người dựa vào gương mặt để kiếm cơm mà nói thì cũng mong được như vậy. Người phụ nữ này lưng thắt gọn gàng, mỹ lệ thanh thanh, trên mặt không hề có một chút nếp nhăn nào. Nhưng bạn có ngờ được rằng bà ấy đã ngoài 60 rồi không? Bà ấy hay được gọi là tiểu mỹ, dựa vào bát há cảo thanh xuân để làm cho bản thân mãi trẻ đẹp như hoa. Cũng vì thế mà hết khách này đến khách khác tìm đến bà ấy. Vậy thì cái được gọi là món bánh há cảo có công dụng thần kỳ như thế thì được làm từ nguyên liệu nào đây? Đáp án đó chính là bào thai. Tiểu mỹ sẽ dùng tiền mua mối quan hệ, từ đó nhờ họ mua giúp những bào thai bị phá về rồi ăn sạch. Như thế mới có thể trẻ mãi không già. Một hôm, Lý Thái qua nhiều lần nghe ngóng thì đã đến gặp tiểu mỹ. Thời còn trẻ bà ấy là một ngôi sao vang bóng một thời ở Hồng Kông. Theo dòng chảy của thời gian, dần dần cũng thành hoa tàn ít bướm, cộng thêm việc chồng của bà ấy, ông Lý là một người sáng nắng chiều mưa, ngày nào cũng ra ngoài tìm mật, khiến cho bà Lý vô cùng tức giận, bèn tìm đến tiểu mỹ, muốn làm bản thân được hồi xuân, để giữ được chân chồng. Tiểu mỹ nhiệt tình tiếp đón bà ấy, còn đặc biệt chọn cho Lý Thái những miếng há cảo chứa bào thai tươi ngon nhất. Nhưng bà ấy thực sự không thể nuốt nổi nhân bánh. Cứ nghĩ đến nhân bánh là những bào thai mới vừa thành hình thì lòng bà ấy liền cảm thấy buồn nôn, nuốt không trôi. Mà tiểu mỹ thì thấy cảnh này nhiều rồi, nói rằng những mỹ phẩm của thành phố dù có quảng cáo tốt đến cỡ nào thì hiệu quả cũng không rõ ràng. Nếu thực sự muốn con người hồi xuân được thì phải lấy trong bổ ngoài. Mặc dù há cảo đúng là buồn nôn thật, nhưng nghĩ đến việc nhan sắc của mình sẽ được trở lại như thời còn trẻ, bà Lý cuối cùng cũng bất chấp mà ăn hết bát há cảo. Tiểu mỹ nói, khi ăn há cảo thì nên nghĩ đến hiệu quả mà nó đem lại, như vậy trong lòng mới không bài trừ nữa. Bà Lý nghe xong không nói nửa lời ngồi ngây người ra đó. Một hôm, ông Lý đang liếc mắt đưa tình với một cô em massage trong một khách sạn sang trọng thì bị bà Lý ở trên nhìn thấy. Bà ấy bây giờ đang rất nóng lòng muốn lấy lại nhan sắc ban đầu của mình. Mặt khác, từ trong bệnh viện vừa phá được một thai nhi mới thành hình, bác sĩ nói với tiểu mỹ rằng gần đây bên trên làm căng, căn dặn bà ấy đừng có ngày nào cũng đến đây. Xong việc, tiểu mỹ về nhà tiếp tục làm há cảo, nhìn thấy bà Lý đang rất khẩn thiết, tiểu mỹ liền nói rằng thật ra thai nhi được 5-6 tháng tuổi mới là tuyệt nhất. Không những vị, màu sắc tuyệt vời mà hiệu quả lại vô cùng rõ ràng. Vấn đề là ở chỗ, thai nhi được 5-6 tháng tuổi thì không dễ tìm. Nói xong, tiểu mỹ liền chạy ra nhà bếp thái đồ. Nghe thấy âm thanh này, bà Lý sợ hãi vô cùng. Nhưng lần nào bà ấy cũng đúng giờ đến ăn há cảo. Lâu dần, bà ấy cũng không còn bận tâm gì nữa. Chỉ là mặc dù gương mặt dần dần được hồi xuân, nhưng ông Lý dường như không phát hiện ra. Mỗi lần về nhà không được mấy hồi đã vội vàng bỏ đi. Bà Lý có chút vội vàng, căn dặn tiểu mỹ rằng nhất định phải giúp bà ấy nhanh chóng tìm được bào thai thượng hạng. Hôm đó, bà Lý vừa rời đi thì có một cặp mẹ con đến tìm tiểu mỹ để phá thai. Tiểu mỹ ngày trước là bác sĩ. Lúc này, mẹ con họ không lo được chi phí phá thai ở bệnh viện nên mới đến tìm bà ấy. Theo như lời bà mẹ nói thì đứa bé trong bụng của cô gái là nghiệt chủng, vì cô ấy bị bố cưỡng hiếp đến mức mang thai. Đáng lẽ tiểu mỹ không muốn giúp vì đứa trẻ này đã được khoảng 5-6 tháng tuổi, nếu phá bỏ thì rủi ro rất lớn. Cộng thêm việc dụng cụ ở đây của bà ấy không được đầy đủ, sợ phải chịu trách nhiệm. Nhưng cô bé này mới có 15 tuổi mà bà Lý suốt ngày đều dục bà ấy như vậy. Sau một hồi do dự, tiểu mỹ cũng đồng ý giúp cô bé này phá thai. Ngày hôm sau, bà ấy tìm bà Lý nói rõ tình hình, hai người cùng nhau đi bộ nói chuyện. Giữa chừng, vừa khéo nhìn thấy người tình của ông Lý đang đứng ở trạm xe gọi điện thoại, bà Lý càng nhìn càng thấy tức, dắt theo tiểu mỹ về nhà. Tìm một hộp trứng ném xuống đất, dẫm nát chúng để hả giận. Mấy người xung quanh đó dùng ánh mắt khác nhau nhìn chằm chằm vào bà ấy. Một lúc sau, bà Lý kể lại rằng lúc mới cưới, cứ tưởng rằng kiếm được một ông chồng lớn tuổi hơn mình thì sẽ thương mình hơn, nhưng nào ngờ ông ấy lại háo sắc đến như vậy. Bà Lý rất sợ sẽ có một ngày địa vị của mình sẽ bị thay thế, lại cộng thêm việc ông chồng không hề muốn chạm vào người bà ấy, nên rất khổ sở tìm đủ mọi cách. Tiểu Mỹ nghe xong tức giận nói đàn ông đều như thế cả, cho dù ở độ tuổi nào thì trong lòng cũng chỉ thích mấy cô em hai mấy tuổi đầu mà thôi. Tiểu Mỹ về mặt tình cảm trước giờ không hề thích dây dưa, kể cả không có đàn ông thì cũng không sao. Nhưng bà Lý thì lại khác, bà ấy bây giờ không có việc, thu nhập hoàn toàn dựa vào ông Lý. Tiểu Mỹ nghe xong tức thời quay về nhà, gọi mẹ con nhà kia đến tiến hành phẫu thuật phá thai. Vì bào thai này là để ăn nên bà ấy không thể dùng thuốc được, chỉ có thể dùng cách phá thai qua đường dẫn khi để thai nhi tự mình ra ngoài. Tiểu Mỹ đem bào thai cất vào tủ lạnh, cô gái dưới sự dìu đỡ của mẹ mình cũng rời đi. Sau đó, khi bà Lý đến ăn há cảo thì bất giác nhìn thấy có một bào thai máu me đầm đìa, nhất thời bị dọa đến mức chạy điên cuồng. Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng cô người tình kia thế chỗ của mình, bà Lý có chút sợ. Cuối cùng bà ấy vẫn quay lại nhà của Tiểu Mỹ, chân thành chuẩn bị ăn há cảo. Tiểu Mỹ giới thiệu rằng bào thai này là hàng thượng hạng của thượng hạng, mẹ của nó còn là học sinh, cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật, lại còn là con đầu. Bà Lý nghe xong không chút chần chừ, đưa thẳng miếng há cảo vào miệng. Bà ấy bây giờ đã luyện thành thói quen, không còn cảm giác buồn nôn nữa. Da dẻ của bà Lý so với ngày trước cải thiện rõ rệt, nếp nhăn trên mặt cũng ít đi trông thấy, khiến cho bà Lý rất vui. Một hôm, ông Lý lâu ngày không về nhà, vì bị ngã gãy chân nên phải ở nhà tĩnh dưỡng. Nhìn thấy bà Lý như được thay da đổi thịt thì trong nháy mắt ông ấy đã bị mê hoặc. Hiện trường bắt đầu có những hành động đáng xấu hổ không thể miêu tả được. Cùng lúc đó, hai mẹ con cô gái vừa làm phẫu thuật xong đang trên đường trở về nhà.
Do là dụng cụ phẫu thuật cùng với biện pháp khử trùng và cầm máu ở nhà tiểu Mỹ không đạt chuẩn nên cô gái đó đã bị mất máu quá nhiều mà bỏ mạng ở trên đường. Nhưng bà Lý vẫn không hề có chút cảm kích, đắm chìm vào nhan sắc của bản thân. Hôm nay là ngày tổ chức tiệc sinh nhật của bà Lý, có rất nhiều phu nhân đến chung vui. Da của bà Lý khiến cho mọi người ngưỡng mộ, chỉ là không biết tại sao mà trong phòng cứ có một mùi tanh kỳ lạ. Lúc mới đầu mọi người đều tưởng rằng do mùi của hải sản, sau đó mới phát hiện ra mùi tanh này phát ra từ trên người của bà Lý. Nhận thức có gì đó không đúng, bà ấy lập tức chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa. Trong nước thả rất nhiều loại hương liệu. Tiếp đó, bà Lý gọi điện cho Tiểu Mỹ, chất vấn gì ấy đã đưa cho bà Lý ăn cái gì, tại sao trên người lại có mùi tanh như vậy. Tiểu Mỹ nói rằng bào thai đó là nghiệt chủng, nên mới có mùi. Nhưng hiệu quả của nghiệt chủng lại là mạnh nhất nên không cần ngạc nhiên đến vậy. Không ngờ rằng, cuộc nói chuyện của hai người họ đều bị ông Lý thông qua máy nghe lén nghe thấy hết. Sự việc đến nước này ông ấy mới hiểu ra, gần đây bà Lý trở nên đẹp như vậy là do ăn há cảo nhân thịt. Ông Lý càng nghe thêm thì trong lòng càng tò mò, qua việc nghe lén tìm đến được Tiểu Mỹ, hỏi dò xem có đúng là có loại há cảo có tác dụng thần kỳ như vậy không. Tiểu Mỹ vừa nghe thấy ngữ khí này, liền biết có mối to rồi. Bà ấy vô cùng tận tình rót nước mời trà, còn nói rằng ăn thịt người không phải là phạm pháp, sử sách cũng có ghi chép lại rằng cơ thể và máu thịt của con người đều có thể làm thuốc chữa bệnh, với lại vào những năm mất mùa, có rất nhiều người đều dựa vào việc ăn thịt người mới có thể sống sót. Tiểu Mỹ càng nói càng không thành thật, tìm cách thu hút ông Lý. Ông Lý cũng không có ý từ chối. Giữa chừng, ông ấy nhìn thấy Tiểu Mỹ trong bức ảnh treo trên tường mới biết được người phụ nữ này cũng tầm hơn 60 tuổi rồi. Hai người đang trong lúc mê mẩn thì đột nhiên bà Lý gọi điện đến, nói muốn ăn tiếp há cảo nhân thịt người. Tiểu Mỹ nghe xong không nói lời nào, lập tức ngắt điện thoại. Bà ấy đã sát lại gần ông Lý, tiếp tục cuộc yêu. Một lúc sau, ông ta lái xe rời đi. Ông ấy rời đi chưa được bao lâu thì bà Lý cũng nhanh chóng qua đó, yêu cầu Tiểu Mỹ mở cửa lấy há cảo cho bà ấy ăn. Nhưng Tiểu Mỹ không hề để ý, không còn cách nào khác, bà Lý chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Sau đó, bà ấy nhận thấy trên người mình bắt đầu phát ban, đến bệnh viện kiểm tra cũng không ra được là bệnh gì. Bà Lý biết đây là do ăn há cảo nhân thịt người, nhưng vì muốn níu giữ lại trái tim của ông Lý, bà ấy chỉ biết chọn cách tiếp tục đi theo con đường đó. Hôm đó, bà Lý vô tình gặp phải người tình của ông Lý ở bệnh viện, lại biết được cô người tình này đã mang thai. Bà Lý rất đau lòng, vì lấy nhau cũng được nhiều năm như vậy rồi mà bà ấy cũng không được mang thai lần nào. Xong việc, bà Lý không phục mà lại đến tìm Tiểu Mỹ, rút ra một tờ ngân phiếu, hy vọng gì ấy có thể xem xét lại. Sau đó, liền quay người rời đi. Tiểu Mỹ cười nhạo rồi xé nát tờ ngân phiếu, gì ấy chuẩn bị ở ẩn. Hôm đó, trong tang lễ của cô gái mà Tiểu Mỹ làm phẫu thuật phá thai cho, mẹ của cô gái đã giết chết người chồng của mình trong lúc nóng giận. Không lâu sau, việc làm đen tối của Tiểu Mỹ cũng bị cảnh sát điều tra rõ ràng. Cũng may rằng dì ấy có chút quan hệ, biết trước được tin tức này, nên sáng sớm đã thu dọn đồ đạc chuyển đi. Hết cách, việc đến nước này, bà Lý nếu vẫn muốn ăn há cảo nhân thịt người thì chỉ còn cách đích thân ra tay. Bà ấy hẹn cô người tình kia ra ngoài, muốn ra một cái giá cao để đổi lấy đứa bé trong bụng. Mặc dù cô ấy không biết bà Lý cần cái thai để làm gì, nhưng cô ấy không muốn băn khoăn về chuyện tiền nong. Thế là bà Lý dắt cô ấy đến bệnh viện phá thai, còn căn dặn bác sĩ không được dùng thuốc mê, cùng không được tiêm, bắt buộc phải bảo đảm được thai nhi an toàn.